Tác phong của các chiến sĩ nhí trong buổi sáng đầu tiên thế nào nhỉ? Trước khi vào bài học, cùng xem các bạn nhỏ đã chuẩn bị cho buổi sáng của mình ra sao nhé! Xin chào tất cả các đồng chí. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các đồng chí xếp nội vụ trong mỗi giờ các đồng chí ngủ dậy để làm sao cho ngăn nắp, gọn gàng và đúng điều lệnh công an nhân dân. Và sau đây tôi xin mời đồng chí Huy sẽ phụ giúp tôi trong quá trình thực hiện gấp nội vụ. Và xin mời đồng chí Huy. Các đồng chí hình dung đây là cái giường nhá. Đây chỉ sau khi tôi tháo một cái móc bên ngoài này và tháo móc bên trái ra này. Tôi gặp lại này. Đó. Đồng chí sẽ dục làm sao để cho cái chăn cái mền mình nó thẳng thớn từ trên dưới và chúng ta gấp thành 4 gấp. Các đồng chí thực hiện từ 4 gấp này. Đó. Đấy. Và các đồng chí vẩy mạnh cái mền này. Rồi tôi cảm ơn đồng chí. Rồi, các đồng chí để lên giường. Và các đồng chí vuốt dọc cái mền làm sao cho phẳng thiu. Và chúng ta gấp từ bên ngoài vào trong. Từ bên ngoài vào trong này. Rồi các đồng chí gấp lại từ ngoài vào trong tiếp này. Tiếp tục các đồng chí gấp thành 4 lần. Các đồng chí là gấp là 4 lần cái mền cho tôi. Nhiều đồng chí có thể nhỏ tay có vẻ không lấy được, các đồng chí gấp làm sao gần như vuông vắn cho tôi cũng là được. Còn những đồng chí nào mà lớn thì tôi đề nghị là gấp phải gấp chuẩn, vuông vắn để trong quá trình kiểm tra nội vụ. Khi gấp xong các đồng chí để sang một bên này. Các đồng chí để sang một đầu bên giường này. Sau khi tôi đã gấp mền xong, bây giờ đến phần chăn. Thì chăn chúng ta sẽ gấp thành 3 lớp. Mỗi lớp chúng ta khoảng 45cm. Là trước khi vào gấp thì chúng ta là chú ý là cái góc. Góc chúng ta có nó bị nếp nhăn bên trong hay không. Nếu nếp nhăn chúng ta cố gắng chỉnh ở phía góc trong. Để làm sao tránh phần cuộn. Phần chăn các đồng chí gấp thành 3 gấp. Mỗi gấp chúng ta khoảng 45cm. Sau khi chúng ta gấp trong rồi, chúng ta vuốt cái tay phía trong, đánh dọc cái tay ra trong để tránh nếp nhăn ở phía trong. Và chúng ta cũng chỉnh hai phía đầu của chăn, tránh trường hợp cái ruột chăn nó ướp phía trong. Sau khi được rồi, chúng ta vuốt dọc theo chiều dài của chăn và chúng ta chỉnh ở phía cuối của chăn nữa. Và phần này chúng ta cũng gấp thành 3 lớp. Được một lớp nào các đồng chí cố gắng là các đồng chí chỉnh ngay, tránh trường hợp
có nếp gấp ở phía trong nên chúng ta vuốt cho làm sao cho phẳng phiu. Rồi sau khi chúng ta gấp được hai mặt sát vào nhau rồi, chúng ta để cái nền lên phía trong, để nền phía trong này chính giữa cái phần gấp cuối. Rồi các đồng chí lại gấp, chúng ta lại gấp gấp, cố gắng chúng ta giữ lại nhé, tránh trường hợp để ghề bên trong. Rồi sau khi chăn được rồi, các đồng chí vuốt, các đồng chí cố gắng vuốt nhá, chỉnh hai phần, các đồng chí cố gắng nhá, chỉnh hai đầu. Sau khi chỉnh hai đầu xong, các đồng chí cố gắng vuốt làm sao gần như là vuông góc gần như viên gạch nhá, không như tuyệt đối nhưng mà không được như tuyệt đối viên gạch, nhưng mà các đồng chí làm sao hình dung gần như giống viên gạch, như gạch xây các đồng chí nhá. Cố gắng chúng ta chỉnh. Rồi. Và chúng ta cố gắng chỉnh cái gối nhá. Gối tại vì trong cái bông chúng ta nằm đêm nó lệch, hoặc nằm ngủ buổi trưa nó lệch, thì chúng ta vuốt lại để cho nó phẳng phiu. Chỉnh lại cho phẳng phiu nhá. Rồi chúng ta đặt lên chính giữa. Chúng ta đặt lên chính giữa này, phần trên của chăn. Và chúng ta đẩy vào chính giữa giường của mình. Chính giữa giường của mình. Và chúng ta quan sát lại. Nếu mà chưa được vuông chúng ta vuốt lại cho vuông. Rồi sau đây tôi sẽ hướng dẫn các đồng chí để cái dép trong quá trình là các đồng chí đi ngủ hoặc các đồng chí đi tập luyện. Thì giường là giường, chúng ta giường đôi thì là có hai đồng chí nằm, thì chúng ta về phần dép chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta để từng đôi một này, chúng ta căn làm sao cho cái mép giường của mình với mép của dép ở phía ngoài làm sao chúng ta đặt cho thẳng này. Dép chúng ta cũng đặt theo từng đôi, từng đồng chí một này. Thứ tự là giường đôi là vào thứ tự từ ngoài vào trong, thì tất cả các đồng chí ở các giường khác cũng chúng ta cũng xếp đúng theo nội vụ của dép, để trong quá trình kiểm tra nội vụ để chúng ta đánh giá về cái quá trình chúng ta hoạt động trong tuần, để đánh giá trong cái tuần chúng ta có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không, là cũng cái phần nội vụ chúng ta rất là quan trọng. Sau đây tôi đã thực hành xong phần gấp chăn mền để thực hiện đúng nội vụ vào những buổi sáng và đầu giờ chiều các đồng chí ngủ dậy để cho đúng nội vụ của điều lệnh công an nhân dân. Thì tôi mong các đồng chí sẽ thực hành tốt. Rồi xin cảm ơn các đồng chí.
Sau khi được chú hướng dẫn ở đây thì em đã biết cách gấp ngăn nắp vuông vức hơn. Việc này rèn cho em tính ngăn nắp cẩn thận. Khi được chú công an dạy, em ở nhà em thường gấp lại làm 2 làm 4 lần rồi để vào một góc ở giường. Còn khi lên đây được chú dạy thì em học được cách xếp ngăn nắp vuông vắn như viên gạch và sắp xếp được một cách gọn gàng hơn.